Chiều nay mình đang lưu thông trên đường Kinh Dương Vương 13/16 đi giao hàng cho mọi người. Vào lúc đúng 3:35 thì thấy một xe cảnh sát giao thông thổi còi, một chiếc xe hơi cho mọi người, và hai bên có cự cãi với nhau rất là quyết liệt mọi người ha. Anh thanh niên thì nói là mình không có lỗi gì cả, sao anh lại thổi tôi vào? Thì anh giao thông nói là anh phải chứng minh giấy tờ xe thì tôi mới cho anh đi hoặc bằng lái xe. Rồi anh thanh niên thì nói nếu anh thổi cho lại tôi có lỗi gì thì anh hãy thổi, anh cho tôi biết tôi lỗi gì. Thì anh giao thông nói là anh không lỗi gì cả, tôi kiểm tra giấy tờ xe hoặc lái xe của anh. Và anh thanh niên thì một là nói là tôi không lỗi thì tôi không có gì phải chứng minh cho anh cả. Sau ba lần cảnh sát giao thông mời anh xuất trình thì anh không xuất trình, và thì bên đó biết công an giao thông kéo thêm xe cảnh sát tới nữa và thổi xe lên luôn, thổi xe lên mọi người ha. Đó, không cần biết lý do hay đúng hay sai hết, mà giờ cảnh sát giao thông thổi xe anh mà anh không có vi phạm gì nha mọi người ha. Đó, mọi người thấy thì mọi người chia sẻ xe lên cái livestream này cho đông người cũng xem rồi cảnh sát giao thông làm vậy có đúng hay không mọi người nha. Chào mọi người, hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong một cái clip tiếp theo. Chiều nay mình đang lưu thông trên đường Kinh Dương Vương 13/16 đi giao hàng nha.